Kêu nhé, thế sách đi học nhà đĩa bác kêu. Bây giờ chúng muốn hỏi một cái từ này không? Con nhớ con kiến là gì không? Con kiến. Rồi, cảm ơn. Rất đúng. Cái từ cái đĩa dài gì nhỉ? Đĩa dài ấy. Đĩa dài ấy, đĩa băng ấy. Chưa học phải không? Chưa học à? Chưa học. Thế còn con nhớ từ bench không? Bench. Nhớ không? Đọc to hơn nào? Có. Đọc đi. Bench. Bench. Đúng. Còn cái mũ lưỡi chai gì nhỉ? Hat. Không cái gì mà có chữ C ở đâu ấy. Chữ C. Lưỡi chai. Cái mũ lưỡi chai là gì con cưng? Mũ lưỡi chai. Không nhớ. Nào cưng. Cảm ơn. Khổ thân. Thôi được rồi. Cưng à, cái mũ lưỡi chai là cap. Cap. Thế còn cái bàn học là gì nhỉ? Table. Không, table là bàn học à. Table là bàn ăn chứ con. Bàn học, cái bàn mà ngồi nhà ấy. Cái chiếc bi gì nữa. Bàn có ngăn kéo đấy con. Bàn có ngăn kéo à? Cái từ khác đấy. Cái từ desk. Nào, gương. Desk. Desk. Thế còn cái cạnh này. Cạnh này. Cạnh là gì nhỉ? Không nhớ đâu. Thức ăn là gì? Thức ăn là gì nhỉ? Thức ăn, gương. Mình yêu đấy. Không nhớ không? Không nhớ thôi nhé. Đã học rồi. Food. 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 Thế mà cô bé là gì nhỉ? Con gái. Sắp xong rồi. Vừa. Vừa. Nào cưa đây. Con gái là girl. 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 Tốt. Cái búa là gì nhỉ? Cái không, đấy là cái gì của con? Búa. Búa là gì nhỉ? Hammer. Hammer. Dậy rồi. Đây còn lều tuyết. Nhà tuyết đấy con. Igloo. Đúng. Hả? Còn thôn là gì nhỉ? Gì cơ? Nhà tuyết là cái gì cơ? Igloo. Lều tuyết, nhà tuyết. Còn thôn là gì nhỉ? Một câu thôi. Mới học con. Bình thường cô Việt Anh ấy bảo mình là hôn lên má cô Việt Anh ấy. Tiếng Anh là không quên rồi. Nào, kiss cương. Kiss, kiss. Rồi. Cảm ơn. Xong.